Hi, xin chào cả nhà. Bây giờ là 13 giờ 10 phút trưa. Thì lẽ ra là bình thường là Tuấn đang ngủ, nhưng hôm nay Tuấn từ văn phòng Tuấn qua Nguyễn Trãi để mà lấy một claim thanh toán của khách hàng của Tuấn. Thì hôm trước thì anh có nằm viện bệnh viện Đa khoa Thiên Đức. Thì Tuấn có nói là Tuấn qua viện để mà trực tiếp làm giấy tờ, nhưng mà anh chị ngại, anh chị bảo là thôi, có gì hướng dẫn online. Không thì hôm nay thì lấy hết đủ giấy tờ rồi, Tuấn qua văn phòng của chị ở Nguyễn Trãi. Còn nhà anh chị thì ở Thanh Oai để Tuấn làm thủ tục giấy tờ bồi thường cái quyền lợi chăm sóc sức khỏe của anh. Thì mọi người cùng Tuấn trên con đường này nhé. Ok, đi thôi. Ok. Xin chào cả nhà, như vậy là Tuấn đã đến nơi rồi. Chị vừa đưa ra đến cho Tuấn đây, tất cả các giấy tờ đây, hóa đơn, đơn thuốc, giấy ra viện, vân vân, kết quả xét nghiệm đầy đủ hết ở trong này rồi. Tại vì trước đó là Tuấn đã kiểm tra online trước rồi. Và chị đã tặng Tuấn một hộp khẩu trang này, xịn sò chưa cả nhà ơi. Đấy các bạn ạ, làm bảo hiểm vui lắm các bạn ạ. Đây, hộp khẩu trang chị vừa tặng cho mình đây. Còn đây là giấy tờ. Ok, mình về văn phòng để làm claim cho chị thôi. Tôi đã về đến văn phòng rồi đây cả nhà mình ơi. Cả nhà ơi, claim đã về đến văn phòng rồi. Bây giờ Tuấn chỉ làm một số thủ tục đơn giản nữa thôi, là khách hàng chỉ chờ tinh tinh là tiền về tài khoản thôi. Ok. Dạ vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Tuấn trong suốt hơn 12 km từ 108 Nguyễn Hoàng đến 129 Nguyễn Trãi, cả đi cả về. Nhưng mà thật là may là tất cả chúng ta là không ai bị ướt cả, và rất là vui đúng không ạ mọi người. Thông điệp Tuấn muốn gửi đến tất cả mọi người đó chính là mọi người quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ Daiichi và ký hợp đồng với Tuấn thì chắc chắn sẽ là một trong những quyết định chính xác và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tất cả mọi người. Nếu mà mọi người muốn kiểm nghiệm cái câu Tuấn vừa nói thì rất là đơn giản thôi, chỉ việc nhấc máy lên và liên hệ với Tuấn 0974 549 396, bất kỳ nơi đâu Tuấn đều ở Phi Châu để đón tư vấn với tất cả mọi người. Mọi người ơi, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người tại những video tiếp theo. Ok, xin chào.